Đây là một chiếc ga nổi nha. Mới sơn này quá đẹp các bạn, xe mới nha. Có thể là đây là chiếc xe mới sơn chứ không phải xe mới nha. Mới sơn đẹp quá. Rồi, chúng ta xem chiếc xe tây này nó lặn lách qua cống nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Tiếp tục chúng ta xem chiếc xà lan này qua cống nha. Đây là một chiếc xà lan nhỏ thôi, đang chuẩn bị đạp qua cống đây, nước chảy cũng không mạnh lắm nha.